À, con có dự định học Bali qua lớp online. Con tìm một khóa học đã hoàn tất của ni sư liệu pháp trên YouTube. À, nhờ sư xem coi khóa học này có phù hợp với người mới bắt đầu hoàn toàn chưa biết gì về Bali hay không. À, quý vị có thể ghi chép lại cái link này. Ông mà trời ơi, cái link này ghi ghi nó muốn chết luôn vậy đó. Thì quý vị có thể tìm tìm bằng cái tên, học tiếng Bali ni sư liệu pháp. Thì sư thấy đó, theo như sư thấy là nó phù hợp với những người mới bắt đầu, nó phù hợp, quý vị có thể xem được. Ừ. Nhưng mà một điểm mà sư lưu ý như thế này là học Bali đó, nó có hai cái dạng học. Thứ nhất á, là học theo kiểu truyền thống. Cái thứ hai là học theo kiểu phương Tây. Học kiểu truyền thống nó giống như á, là cái kiểu học mà tiếng Anh mà quý vị học ở trong 12 trong các cái năm học phổ thông. Học rất là nặng, tức là học từ vựng nè, học ngữ pháp nè, học ráp câu nè. Nhưng mà kẹt nổi là tới hồi tốt nghiệp lớp 12 ra rồi mình có khi mình xài không có được. Nhưng mà nó vẫn rất là có ích, bởi vì khi mà nếu như chúng ta học một cách đàng hoàng á, thì sau khi hết lớp 12 thì cái kiến thức chúng ta, cái kiến thức ngữ pháp và kiến thức từ vựng của chúng ta nó khá là vững. Và khi chúng ta học những cái lớp giao tiếp á, nó rất là nhanh. Bằng chứng là khi mà sư học trong 12 năm phổ thông, học tiếng Anh nó rất là dở. Nó nói là nó ngại. Ví dụ như mà những cái môn khác, như những cái môn khác như là văn sử địa này nọ thì có thể lấy 8 9 điểm cũng bình thường, điểm 10 thì thỉnh thoảng cũng có. Nhưng mà tiếng Anh á, riêng tiếng Anh thì sư chỉ ở mức trung bình thôi, tức là cỡ 6 điểm. Cỡ 6, 6 có khi là 7, 6 7. Thì tiếng Anh nó khá là dở. Nhưng mà nhờ cái nền ngữ pháp khá là của những cái năm phổ thông cũng khá là cứng, họ dạy cho mình khá là kỹ á. Cho nên khi mà sư đi học qua bên Anh Văn Hội Việt Mỹ, quý vị tin không, 7 ngày, 7 ngày có thể giao tiếp được bình thường. Đương nhiên cái bình thường ở đây là không có tới cái mức độ là đối thoại một cách tự nhiên với cái người bản xứ, nhưng ít nhất là mình có thể mình nói chuyện được bằng tiếng Anh và mình có thể nghe hiểu trong 7 ngày thôi. Không thể nào nói ai giỏi ai dở, nhưng mà phải thừa nhận rằng nhờ có cái nền tảng nền đó đó mà sau này khi mình đi học cái tiếng Anh giao tiếp đó, mình học rất là nhanh. Thì cái Bali thì nó cũng có hai cái cách, tức là cái cách phổ thông, cái cách truyền thống học rất là nặng nha, sư nói trước học rất là nặng á. À, học ngữ pháp, rồi học từ vựng, sau đó học ghép câu này nọ, nó sẽ rất là nặng. Và khi mà quý vị đụng vào một cái bài kinh thì quý vị sẽ bỡ ngỡ, bởi vì cái cách hành văn của trong cái bài, trong kinh tạng ấy, nó không giống như cái câu Pali mà quý vị học ở trong sách vở. Tức là nó có sự chênh lệch giữa cái lý thuyết và cái thực tế. Nhưng mà nó được một cái là nếu mà quý vị theo á, kiến thức quý vị sẽ rất là vững, ngữ pháp này nào sẽ rất là vững. Và nếu như sau này mà quý vị có đi theo cái phương pháp của phương Tây, quý vị cũng theo rất là dễ. Còn cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp của cái phương pháp học của người phương Tây, tức là phương pháp thực dụng, tức là xài được liền. Một trong những cái một trong những tài liệu mà sư đề nghị nếu mà quý vị tìm những cái nơi nào mà họ dạy và theo cái tài liệu này đó thì nó rất là tốt. Đây. A new course in written Pali.
Đây, sư đã học cái giáo trình này và phải nói là giáo trình này rất là tốt. Và khi mà học xong cái giáo trình này đó thì mình đủ tự tin để dịch kinh và chú giải. Và hiện tại bây giờ thì chỉ có thầy Huỳnh Trọng Khánh là đang dạy theo cái giáo trình này. Và giáo trình này là cái giáo trình tôi nói là nó rất là tốt. Tiếng học thì cũng nhẹ, thứ nhất là nó nhẹ. Tôi không nói nó dễ, nhưng ít nhất là nó nhẹ và mình có thể tiếp xúc được với kinh tạng, nó sẽ có nhiều cái lợi ích. Và Bali đó là một ngôn ngữ khó chứ không phải dễ. Đương nhiên nó khó hơn tiếng Anh nhiều lắm. Bởi vì tiếng Anh á được sử dụng rộng rãi trong thứ nhất là học thuật, thứ hai là trong giao tiếp. Và chúng ta thường gặp rất là nhiều người nói chuyện bằng tiếng Anh, giao tiếp bằng tiếng Anh. Cho nên cái môi trường mà chúng ta sử dụng á nó rất là nhiều. Còn Bali đó thì môi trường sử dụng nó chỉ hạn chế trong cái giới học thuật thôi. Tức là chỉ khi nào mà chúng ta đụng tới kinh tạng, đụng tới những cái trang kinh thì chúng ta mới phải xài tới Pali. Còn ngoài ra thì rất là hiếm ai mà dùng Pali như là một cái cách để giao tiếp. Thành ra đó, cái Pali thì nó bản chất thân nó không có dễ.